Một lô đất đỏ hơn 8.000 mét vuông, trong bì là 7.799,9 mét vuông. Chất đất đỏ Ba Giang hiện tại là lô cao su. Mọi tiện ích chỉ 1,5 km. Mà chủ bán là chỉ có 650 triệu bán giá vốn luôn theo như mình biết. Rồi lúc xúc đất người ta đã trả 750 nhưng mà chủ không bán. Nay chủ muốn về quê cho nên là bán lại vốn cho cô chú anh chị em lô cao su này. Về phần đất thì có mặt tiền đường đường dân sinh là hiện tại là 60 m, cách con đường bê tông là chỉ có 10 mét thôi. Ra khu dân cư thì chỉ vài trăm mét. Ủy ban, trường, chợ, cấp trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ thì bán kính chỉ có 1,5 km. Địa chỉ của thửa lô cao su này là tại xã Iaga, huyện Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai. Đối diện với mình là lô cà phê với lại tiêu. Trong đây là có mấy hộ dân ở. Mình đi ra đây cũng có mấy hộ dân ở và ra một chút xíu là khu dân cư. Đây có đây là con đường bê tông. Cách đất mình là chỉ có khoảng tầm 10 15 20 mét à, khoảng 20 mét thì đúng hơn. Còn con đường trước mà đất mình là đây 60 mét, hơn 60 mét. Thì tới đây người ta cũng đổ bê tông luôn, là đất mình là có mặt tiền đường bê tông khoảng 60 mét ha. Nhưng mà cái đó thì mình để tính sau đi, nhưng mà hiện tại là cách đường bê tông là khoảng 20 mét. Rồi cô chú anh chị em mà có ưng cái thửa đất này thì xin điện qua số 0353 993 523 để gặp mình nha. Mình xin nhắc lại là thửa đất này tổng diện tích là hơn 8.000 mét vuông, trong bìa là 7.799,9 mét vuông, chất đất đỏ Ba Giang, hiện tại là lô cao su, thích hợp cho loại mọi cây trồng. Nếu sau này mình không sử dụng cao su nữa thì mình khai thác và trồng lại sầu riêng hay là cà phê gì là ok nha. Đây là chất đất đỏ Ba Giang không sỏi đá. Với tổng giá bán là 650 triệu bán vốn. Địa chỉ của thửa đất này là ở xã Iaga, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Cô chú anh chị em ưng thửa đất này thì điện qua số 0353 993 523 để gặp mình nha. Rồi, hân hạnh được tiếp quý khách.